Welcome home. À! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Không! Run! Run! Run like a boss! Tốc độ ánh sáng! Tốc độ ánh sáng! Ê! Oh my! Thôi! Đừng! Dừng! Tự đầu hàng! Tù quăng lại! Lắc! Ôi! Mình chơi tiếng vừa đủ thôi, đấy được rồi. Ê ơi, đây là con quái ở đợt này á. Phần 1 là con Huggy này, là con màu xanh lá cây này. Phần 2 là con gay màu hồng này. Phần 3 trông nhìn nó tởm đấy nhờ. Đây là con gì đây? Ê ơi, sao nó còn chơi đồ, nó thả khói, nó hút bóc à. Ôi ôi. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đây là giờ gì? Giờ chơi. Cái tôi đang xem mình Happy Tree Frog à. Cảm ơn các bạn đã lì xì cho tôi nhá. Tám chết ở đây rồi này. Gió ngoài trời đáng sợ quá. Tôi không ngủ được. Chúng ta sẽ ổn thôi. Tất gió rồi sẽ đi mất mà. Nó tưởng ai gõ cửa nhà tôi ạ. Catnap! Làm ơn giúp cho tôi đi ngủ đi. Chúng tớ cần điều đấy. Khát nắp. Ngủ. Hút bóc à. Nói hết vui luôn. Tưởng trong sáng đi hết vui luôn. Sao? Trừ một tuần. Đây là nhãn hàng Smiling Critter. Những nhân vật hoạt hình phục vụ cho việc bán đồ chơi. Dính phốt. Khác nắp dính phốt. Giữ đuôi. Nghe nó xịt cái hơi đấy ra và bọn trẻ ở trong thành phố nói là phụ huynh bảo là bọn đấy bị gặp ác mộng sau mỗi lần đấy. Phốt dần to lên và công ty Playtime quyết định là tịch thu hồi toàn bộ những món đồ chơi cắt nắp và loại cắt nắp khỏi mọi chiến dịch quảng cáo của Smiling Critter. Bóng cười à, thề. Xong rồi phần này sẽ ảo ảnh ảo giác đúng không? Thôi đừng nhìn nó, nhìn kinh lắm. Thôi. Con của các bạn không an toàn khi ở cạnh khác nát. Ở phần 2 tôi nhớ kết thúc là tôi bị phóng tàu hỏa xuống dưới sâu hơn của cái công ty Playtime này. Sang này không biết như nào. Bóng cười đúng nghĩa luôn. Cái gì đây? Ôi mình nhập vai vào nó à? Cái chân này giống con chân con catnap lắm này. Xin hãy đừng. Làm ơn đừng dọa tao. Tao bị tim thòng. Ui. Đau quá. Không có nhẹ nhàng với người già thế nào cả. Ủa mình đang ở đâu đây? Ủa tôi đang ở đâu đây? Cái gì đây? Chạy đâu, vừa vào kìa, chưa sẵn sàng, chưa đeo tai nghe, đi đâu, đây, chưa sẵn sàng mà, mẹ mày, tao còn chưa đeo tai nghe ấy, từ đeo tai nghe cái đã, từ chờ lại chờ tí, tôi đeo tai nghe cái đã, tôi chưa đeo tai nghe, nghe đã dọa người ta rồi, đúng là cái đồ,
nhìn xung quanh để tìm vật để kéo lên. À, đây, 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 đây. I'm flying. Nhảy. Nhảy. Rồi rồi, nó nhảy đâu? Mình nhảy, à nhảy đây. Ok, hiểu 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 hiểu. Tốc độ, speed run. Ai! Tôi đang mới làm quen game, tôi chưa quen. Từ, tôi lâu không chơi game rồi, tôi mới tập trung. Tôi mải vẽ, tôi không tập game nhiều lắm. Đây, 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 khởi động thôi, vừa nãy giờ là khởi động thôi. À, cái này là kéo này. Can trông để quỳ này. Để giảng hòa này. Rồi đi đâu nhỉ? Ấn E để tương tác với vật gì đấy? Tương tác với cái gì? Ấn E là tương tác với cả... Không kéo được à? Ấn E... E ở đây... À đây đây đây... Trên. Ủa là sao? À đây đây đây... Ơ? Mình chui ra từ đây? Thì mình đi đâu nữa? À đây này, bên này, đúng rồi. Trời ơi, tôi hay bị lạc lắm. Ơ? Thế là đi đâu? Ứng E là tương tác, nhưng mà là tương tác với... À đây, đây. Có đứa nào giải máu ở đây này? Ai đến thắng đấy? Ơ, nhưng mà... Thì đúng là tương tác đấy, nhưng mà là tương tác với cái gì? Trời ơi! 6 tiếng là có thật! Toang rồi! Tìm lỗ đi xuống à? À bên này có đường, mình đi vào từ đây. Mình đi sang đây. Xong mình đi đâu thì mình không biết. Đây. Không, để chỗ ép xuống mà mình xuống đây làm gì nhỉ? À đấy, cửa đấy. Thằng mù ấy. Trời ơi. Siêu trí tuệ Việt Nam. Baby. Lại parkour. Không sao. Người ta gọi. Đó. Dừng. Ấy chưa? Thấy chưa? Mấy thằng canh chác vào đây là chúng lại nhảy nhanh chóng chết rồi đấy. Chỉ có chú tôi đỉnh cao. Ôi! Cái đéo gì thế, còn chưa quái vật còn chưa xuất hiện mà tôi. Alo! Bình tĩnh bạn. Diêu Hâu Hải Phòng của gì đấy? Anh em Hải Âu Hải Phòng của gì đấy? Bình tĩnh. Tập trung vào. Từ từ. Đừng. Cái gì? Xuyên đuôi nó dài thế. Mẹ. Tóc ngang lưng vừa chừng chỉ bối. Mẹ đuôi anh dài. Bối rối lòng em rồi. Đi vào như nào giờ? Phần này đéo vui vẻ đi thôi. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ô chơi à? Ê, từ từ, tôi giới phần 1, có phần 1 nó có vụ đuổi ống cống mà nhỉ? Con đấy ở trong ống cống không? Làm ơn, đừng, please. Đừng. Không phải. Cái xanh xanh này. Bì. Dễ. Là sao? À đây. Tôi đọc review trên Steam ấy. Ô, có cái cổ băng gì này, chắc cổ băng đâu đấy, quen đây chứ, đúng không? Ở đây. Ok. Đâu? Được rồi, Mr. Harper. Làm ơn giải thích tình hình. Như mọi đêm, mọi đứa trẻ đều yên bình, đều bình thường.
khác náp vào và xả khói đỏ. Bỗng nhiên có tiếng thét, cơn ác mộng xuất hiện. Trong mắt, nói chung là co giật. Nhưng đứa trẻ có biểu hiện như bị sốc thuốc. Chúng tôi sẽ chăm sóc bọn trẻ tốt nhất có thể. Tôi hứa với cô điều đó. Nhưng điều này rất quan trọng. Mary có miêu tả thứ cô gì nói gì? Thấy cái thứ gì không? Nó thấy một con quái vật. Mẹ nó nhanh quá, tôi không dịch kịp rồi. Tôi hiểu mà không dịch kịp cho các bạn ấy. Đấy, nói chung nó bị co giật sau khi ngửi khói của các náp. Nói chung là con các náp, nó khói của các náp là rất độc. Đấy thôi. Chơi đồ ấy. Có nghĩa là tí tôi phải hít khói không? Trời ơi. Mẹ tôi đã hứa với phụ huynh tôi không chơi đồ nữa rồi. Đừng bắt tôi hít cái này. Nghe những đứa trẻ mà hít khói của các náp sẽ không bao giờ bình thường lại được nữa. Có nghĩa là tí mình sẽ hít khói các náp và mình sẽ không bình thường được nữa. Trời ơi. Một đời liêm khiết của tôi. Đó là Bulbasaur. Một con voi luôn nhớ. Mày muốn biết tao nhớ gì về mày không? Ok, tôi khá chắc là tí đã con này sẽ đuổi tôi. Cái gì nữa? Sao lại có màu? Sao hành lang lại có màu? Ai đến thang đây? Tao nhắm mắt rồi, tao biết rồi, tao nhắm mắt rồi nha. Ủa, tìm chỗ cấp điện ở đây đúng không nhỉ? Vừa có gì ở đây đúng không? Ủa, ở đây 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 đây. Từ từ, đang đến, bình tĩnh đi, điện thoại không phải. Alo, Moshi Moshi, mày nghe tao nói gì không? Có. Tớ không muốn cậu chết, tớ không muốn cậu chết, vì tôi giúp cậu. Đâu? Đâu, đâu? À đây, 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 đây. Ờ kìa. Ờ, nó giúp mình thật. Ờ, nghe con đấy mình tin tưởng được à? À, đây là cái tàu hỏa mà tôi tông xuống này. Đúng vậy, tao làm đấy. À, ngay lúc đầu Catnap tìm mình. Bang tự đó là nhà khác nát, một trong những smiling critter. Có 8 người đi thế, có trong đó có 8 người. À, giờ chỉ có mình nó thôi. Playcare là nhà thờ của nó, là bãi săn của nó. Vâng, vâng, em cảm ơn chị ạ. À, chị rủ em vào bãi săn của con mặc lình đấy. Vâng, em biết ơn. Em rất biết ơn ạ. Là bãi săn của nó và em sắp vào đấy ạ. Rồi giờ em đi đâu? Ồ, đây, đây mình mở cửa rồi. Mẹ, sao mình đi vào bãi săn của nó nhỉ? Mẹ, trông nó kinh quá mẹ. Lại giải đố. Mẹ, phần này như giải đố nhiều thế. Nó muốn sẽ đuổi bắt cơ. Rồi. Chiếu vào đây. Tôi báo trước các bạn là tôi giải đố rất là ngu nên đừng trông chờ vào đây. Tao nói dối đấy. Tôi nói dối đấy. Tao là vua giải đố mẹ nhá. Những đứa nào thi Olympia năm nay ấy, chúng mày nên thấy may vì năm nay không phải tuổi chúng tôi quá tuổi rồi nhá. Chứ tao được đi thi ấy, chúng mày có cục kích có giải nhá. Thế cho dễ. Trời ơi, vua giải đấu, siêu trí tuệ Việt Nam. Trời nhịn đấy. Vừa bước vào, mắt tôi nó scanning, đúng không?
scan một vòng phòng cái nhìn ra câu trả lời của giải đố luôn. Liệu có ai trên đời thông minh như thế không? Không một ai. Bộ não nó xứng đáng được nhân loại bảo toàn. Einstein gọi bằng bố. Bố của Einstein. Einstein da vàng. Holy shit. Điều gì thế giới bạn nghĩ nên có nhiều hơn? Tiền à? Không. Sự thấu hiểu? Không phải. Niềm tin? Đức tin? Không. Mỗi người trả lời một câu hỏi khác. Mỗi người có một câu trả lời khác. Một thứ rất đơn giản. Một nụ cười. Vâng. Nụ cười là hy vọng, nụ cười là tình yêu, nụ cười dạ nhập, nụ cười là sự thấu hiểu. Nụ cười là mồi lửa cho mỗi những giấc mơ. Nói chung đang giới thiệu về cái việc chăm sóc trẻ con của bọn Playtime này mà. Bọn trẻ xứng đáng. Chỗ này rất đẹp nếu nó không phải là bãi săn của các nắp. Nếu các bạn không biết thì cái công ty Playtime này thường nhận những đứa trẻ gọi là mồ côi vào để chăm sóc. Nhưng thực chất là để làm thí nghiệm. Theo như phần 2 là thế. Phần này có gì không nữa tôi không biết. Tiếng game hơi bé. Mà tiếng game bé thôi, tiếng game to làm gì? Tiếng game to làm gì? Ôi, nó mà dầm tiền hồ mà mặc mình ơi, tao chết cười, mẹ mày tao chửi tim tao chết. Mẹ thằng nào mà nói câu tiếng game mới bé đấy, mẹ tao nhớ tên mày, tiếng là tao chửi tim tao chết, tao ám mày. Ám mày tận giường mẹ luôn. Mà gọi. Mười đô cả các bạn nhé. Thấy tượng ở giữa không? Có một cái phòng tiếp năng lượng. À thì có nghĩa là cái bọn Smiling Critter ấy, đầu tiên có 8 người, nhưng mà con khác nắp giết hết rồi, nên giờ chỉ còn một mình nó thôi. Là cú rồi đấy. Ít nhất là mình không phải đánh với 8 đứa một lúc, cũng may. Tôi sợ đánh với 8 đứa một lúc, tôi chụy tim tôi chết thôi. Tụi nó bảo tôi xuống đây làm gì nhỉ? Trời ơi! Xuống đây làm cái gì? À đây! Đây là cái gì? Ê! Bạn nào còn nhớ là nó bảo tôi xuống đây làm gì không? À đây! Chìa khóa! Ok! 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 Thành! Ok, bên trái cái... Ok, bên kia. Bên kia. Bên trái cái... Fuck! Phương đi đây! Oh my god. Ai không? Anybody here? Ok, qua rồi. Tôi hơi ho, thông cảm. Hãy cẩn thận bước đi của bạn. Đừng quên mặt nạ. Tính mình có mặt nạ đúng không? Chào mừng đến với chỗ tạo hơi ga.
Sông rộng thế này thì giải đấu kiểu gì? Đấy, làng khói đỏ đấy. Hiếu ơi! Tao không thích chỗ rộng như này. Tao không thích chỗ hẹp, tao thích chỗ vừa đủ thôi. Đây là một cục pin này. Trời ơi, lại giải đố à? Phần này giải đố nhiều thế, tôi muốn đuổi nhau cơ. Tôi không muốn. À, pin bên kia đúng rồi, pin này xuống nhanh nhanh pin. Trên này có chỗ nhét pin không? Không có. Đi nhét pin, nhét pin, nhét pin, nhét vào đâu, nhét vào đít, à nhầm. Nhét vào chỗ nhét pin. Đá 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 đu đi đu. Rồi. Ấn 2 để chuyển. Tay này như nào? À đây đây đây, nghe có dấu này. À, rồi rồi, hiểu hiểu. Lại giải đố bằng cái này nó xem. Trời ơi, tôi ghét giải đố. Tôi ghét giải đố, tôi ghét giải đố. Tôi không muốn giải đố, tôi muốn làm người bình thường. Ok à. Chạy à. Ý. Rồi. Hả? Mà cái màu vàng kéo vào được này. Ố cái này cũng à à à à à à. Nghe nhảy qua đây từ từ không tới nhá. Một người bình thường ấy, một thằng đần ấy, nhưng mấy thằng canh chác ấy, chúng nó nhìn vào đây chúng nó sẽ nghĩ nhảy qua kia. Không, nhảy làm sao mà tới được. Phải nhảy lên đây này, thấy chưa? Đôi mắt của người bồ câu nó scanning một phát là thấy. Qua không nhỉ? Bên tưới chỗ nào nhảy qua mình qua không nhỉ? Không không, cho chắc 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 chắc. Mình chơi bài chắc, mình chơi bài chắc. Làm gì nó đây? Nhớ đi. Đi đâu đây? Ôi, ok, ok. Đấy. Thấy không? Nó là siêu trí tuệ. Rồi như nào? Ê, rồi như nào? Trời ơi. Nó cái danh của người suýt được đi thi Olympia đâu. Cái đéo ở đây. Cái này cái gì đây? Cái này lấy từ đây à? Có khe này. Cái này là như nào? Tôi để tôi tư duy đấy, bạn đừng nhắc tôi để tôi tư duy cái. Cái này bắn vào đây, cái kia bắn cái kia. Nghe phẩm thôi, bắn vào đây trước đã đúng không? Xem mà, tôi nghĩ mà. Bây giờ mình phải. Rồi, hiểu. Con đây. Nó nhìn vào thôi đã tư duy xong luôn đấy, nó không phải suy nghĩ nhiều luôn ấy. Đấy. Đây, ok. Ok à? Nó gọi là danh bất hư truyền. Còn cái gì á? Còn một đường nữa à? Còn một đường... vào đây. Không, cái này không vào được, cái này không vào được. Thế thì không phải cái này, là cái này. À, nghĩa là cái kia phải bắn sang đây. Ok, hiểu. Nghĩa là mình sẽ như này. Rồi mình sẽ như này. Sao? Ok, lấy cái dế được không? Mấy giờ à? Rồi đi đâu đó. Hai đường này vào rồi này. Xong giờ tiếp theo là đường. Đường này qua mở này. Đường này mình vào rồi mà. Cassette từ từ. À, hướng dẫn thôi không cần. Em lớn rồi, các bác hướng dẫn em. Nếu là siêu trí tuệ Việt Nam ở đây.
Không phải. Ủa, mình giờ mình đi đâu? Ủa, mở xong mình đi đâu? Chết cha. Tôi lại lạc các bạn ơi, tôi lại lạc rồi. Ê, các bạn ơi, tôi lạc rồi. Giờ làm gì đó? Tôi lạc rồi. Đây lên đây, lên đây mà. À, nút màu đỏ, nút màu đỏ. Đúng 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 Sời. Thông minh. Thông minh. Ơ. Ơ. Nó gửi tôi dưới tượng là dưới tượng ở đâu? Chìa khóa dưới tượng ở ngoài đúng không? Mày có mày có. Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về. Dưới bức tượng. Sao tối thế? Sao lại tối thế? Mất nguồn điện rồi. Dưới bức tượng ở đâu? Ở đây, đây. Đâu? Không có à? Mẹ nhà mày, gửi sớm đi thì sao? Ê, nó bảo là tôi đem chìa khóa vào đâu? Chết cha rồi, mẹ mày. Mày ngồi. Ê, nó bảo tôi quên mất, nó đọc nó là nó gửi tôi vào đâu rồi. Thôi, mình đi vào hướng ánh sáng. Một quy trình chung với kinh dị là đi theo hướng ánh sáng là xong. Hướng ánh sáng. Please, Kana, please. No. Nó sẽ trong này. Cái gì đây? Sao lại khói bốc lên từ cái cửa đây? Mẹ ơi, đêm nay con sẽ không về. Ôi. Ôi dồi ôi, không chạy được. Tao nhắm mắt rồi, tao không biết thấy gì đâu nha. Chúng mày thấy gì, thấy tao không thấy đâu nha. Bên phải. Bạn tự dịch đi nhá. Tôi dịch tổng kết rồi. Một đứa bé đã chết hay gì đấy. Bình tĩnh tuần. Hít thở. Điều thứ điện thoại. Mày từng học một số khóa phụ sản rồi. Học cách hít thở của bà bầu khi đẻ ấy sẽ giảm cơn đau. Please don't say that. No.
sao tao lại phải chạy? Tại sao tao lại phải chạy? Tao đang rất bình thường mà. Tại sao tao lại phải chạy? Mọi thứ đang rất bình thường. Tao chỉ vừa ngửi khói thôi mà. Tại sao tao lại phải chạy? Tao không hiểu. Là sao? Tôi. Please, God, no. No. Là sao? À! Mẹ tao bước ra nó sẽ cắn tao đúng không? Thôi đi, có mẹ mày, nó đánh nó bắn chết mẹ mày. Đây, đây, đúng rồi. Nói cho anh ta hai thằng đàn ông đi mà. Sợ ngay. Sợ bố mày chưa? You're ruining everything, you stupid bitch. Sao thằng mới vết cào cào này? Đừng nói con gì chuẩn bị đuổi tôi nhá. Tim, con tim bé bỏng của tôi không chịu được đâu. Dập nhẹ thôi. Cái đéo ơi, sao mình đi vòng cái này? Bánh mì, sô-cô-la, sữa đậu nành, ếch xì, sống hay chết? Trả lời mau, sống, sống, sống là bơ. Ok à. À đây, đi được đâu. Có đi được đâu. Tội lỗi ám ảnh mày. Không, tao chả có tội gì cả luôn ấy, thật. Tao không có tội gì luôn ấy, chúng mày mày đứa có tội. Chúng mày để một người đàn ông tuân thủ pháp luật phải chơi cái game này. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Có cái gì đấy là của anh Lạc. Sao đi bộ hơi lâu đấy? Đi bộ hơi lâu, hơi mỏi chân rồi đấy. Rất mỏi chân. Rất là tốn dung lượng. Xong chưa? Đến rồi. Bi ơi, sao tiếng trẻ em khóc kinh thế? Úi giời ơi, Huggy. Oh. Ok. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Các bạn không hiểu đâu. Feel free to wander the halls. Thoải mái đi lông nhông trong đây đi. Watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovation. Cứ cho bọn trẻ sống trong sáng tự nhiên đấy. There's a play care whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And và should you come back, nếu bạn trở lại years later, nhiều năm sau, your conscience lương tâm của bạn sẽ oh. May you descend into the dark and the dust. Oh. Finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Oh. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and beaks and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Huh? Or perhaps they won't allow you such time to
figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Không! Run! Run! Run like a boss! Tốc độ ánh sáng! Tốc độ ánh sáng! Ê! Oh my! Thôi! Thôi! Đừng! Dừng! 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 Từ đầu hàng! Đầu hàng! Tụi quăng lại! Không! Tôi nghĩ là cái đoạn ấy là đoạn phải bị giết đấy. Đoạn ấy chắc tôi nghĩ, tôi đoán là phải bị giết đấy. Ôi trời ơi! Cái đéo gì thế? À, nghĩa mình... À không, tôi hiểu rồi. Nghĩa khi tôi vào đây, tôi hít cái khói đỏ ấy. Tôi ngáo mẹ luôn. Cái tôi mơ thấy con đấy, phần một tôi gặp nó rồi. Bà mẹ... Mất đầu chưa con chó? Nghe cái khói đỏ là mình ngáo phải không? Tránh xa khói đỏ ra. Nghe chưa chú mày, tránh xa mấy làn khói có màu ra. Đừng hút bóc ra. Cái đéo gì đây? Còn đát đi long lét đấy. Bố khỉ. Con này mình giết rồi. My God, lại giải đố rồi. Lại giải đố rồi. Điểm yếu của ta không thể tin được. Không qua được ngày. Thế bây giờ mình làm gì nhỉ? Giờ mình làm gì nhỉ? Tuân, động não đi Tuân. À rồi, khi có khói đỏ mình chỉ cần đeo mặt nạ là xong. Các náp tuổi gì? Không đi được. À dây cót. Cháy mẹ rồi. Kiếp qua cử. Rồi. Chỗ này map này rộng thế này, giải đố cũng mệt đấy. Nó cũng nhức nhức cái đầu đấy. Từ từ không sao, tôi nghĩ là tôi xử lý được. Bây giờ mình phải có đủ dữ kiện đã, mình mới có thể tư duy được. Hiện đại thế, mẹ mình hiện đại mà không hại điện. Đỉnh thế. Úi trời ơi. Lại xem phim. Cái phần này nó hơi nặng về cốt truyện nên là tôi cũng... Nếu như tôi thích phần 2 hơn. Không có cuộc băng nào ở đây cả. Không có băng nào cả. Ok à? Không đi được. Bởi vì dù sao kinh dị đuổi bắt vẫn vui hơn. Ok, tôi nghĩ chỗ không liên quan gì rồi. Trời ơi, map rộng này là tôi nghĩ là chúng ta sẽ ở đây một lúc đấy. Trừ khi tôi lên thần tôi giải đố phát vô địch thì không nói làm gì. Uầy, anh chơi nhanh thế, A còng em chơi tận một tiếng hơn mới tới đoạn này. Mày vừa nhìn thấy cái gì không? Bây giờ tôi phải giải đố với con mặc lợn đấy quanh đây á. Mẹ có phải là có người không vậy? Ú, đây rồi, ping. Nó đâu? Thôi.
Úi dồi ôi, đoạn này sao nó... Đoạn này nó rộng thế. Úi dồi ôi, đoạn này rộng quá các bạn ơi. Ô đây pin nữa này, hai cục pin rồi. Đoạn này nó rộng quá các bạn ơi. Khó cho chú Tuân rồi. Khó cho chú Tuân quá, thế này thì khó quá. Sao nhiều chỗ phải đi thế này. À đây chỗ này, đường bên kia. Nắp vào đây là xong. Ơ không phải. Đấy chưa được gì đã lạc mẹ rồi. Rồi. Hai đường này đi đâu? Thế là đúng rồi này. Bấm nút. Ok. Cửa bên này mở. Đi lên đây. Chỗ này rộng quá, chỗ này tôi xin cho các bạn đoạn này chắc sẽ hơi lâu nhá. Thông cảm đoạn này bạn tôi đoạn này nhá, đoạn này nó rộng quá. Tôi không nhanh được đoạn này đâu ấy. Tao giải đố đã ngu rồi, xong bây giờ còn bắt tao vào cái chỗ rộng như thế này thì làm sao mà tao chơi được? Có phải là có người không vậy? Không có thông tin gì đây cả. Đi xuống dưới đây. Oh my god, sao chúng mày rộng thế này thì tôi giải đố kiểu gì? Người ta đã ngu rồi, mẹ mình lâu lắm rồi, người ta lên làm lãnh đạo người ta có dùng não đâu. À, các đây hiểu. Ở đu lên nhau nhỉ? Tôi muốn đu lên được kiểu gì nhỉ? Bên kia. Hiểu. Mình vừa mở trên nhà, mình khám phá trên nhà trước. Hiểu. Đoạn này streamer khác chơi 1 tiếng á. Trời ơi bạn ơi, thế bạn khinh thường tôi rồi. Streamer khác có suýt được đi thi Olympia không? Có gì mà chạy đây? Tôi nghe tiếng chạy. Ồ. Tao đã giải được 30 phút. Chờ tí. Nghe là có cái điện kia, mình phải có một cái tay tích điện. À mình có mà đúng không nhỉ? Ừ mình có mà. Bô khỉ. Ô. Cái gì đây? No. Siêu trí tuệ Việt Nam. Con đấy cắn không? Gia chủ ơi, chó nhà mình cắn không? Gia chủ ơi. Mắt nó sáng kìa, mọi con di chuyển được nó đều mắt sáng nhá. Chó gia chủ ơi, chó nhà mình cắn không? Không à? Không, ok không nhá. Tin tưởng nhá. Ê! Không cắn thật, nó chỉ di theo mình thôi. Bà mẹ chúng mày lừa tao, chúng mày phải bảo là không, chú ơi nó biết xoay chứ, mẹ chúng mày không nói tao, không cảnh báo tao câu gì. Nó như nào? Nó như nào nhỉ? Nó xoay thế thôi cho vui à? Ủa? Thế nha. Hết pin cho con chó. Giờ đi đâu nhỉ? Không lên được rồi này. Ooh la la. Đừng chơi ống cống nhá, tôi rất sợ ống cống. Phần 1 nó kinh lắm rồi. Đừng làm ơn. Ok. Đi theo đống dây điện là chuẩn nhất. Kinh nghiệm chung là thế. Ống dây điện dẫn đi đâu, mình đi đây. La 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 la, skipping song, no one here to call me gay. Đây là chỗ lấy điện này. Ông, đây không phải chỗ lấy điện, đây là chỗ nạp điện. Nghĩa là mình phải tìm chỗ lấy điện, đây là chỗ lấy điện này. Mà đây là mình có nguồn, mình có thông tin bây giờ mình cứ... Hai chỗ lấy điện này. Ok.
Sao có nhạc Minecraft đấy này. À rồi 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 rồi. Đã hiểu đã hiểu đã hiểu. Cục pin đâu rồi? Pin ơi. Ok. Mày sợ gấu bông tôi? Mày sợ gấu bông? Ủa? Ủa tôi nó chỉ là con này thôi mà. Ông mà trên thiên đường đấy. Sẽ thấy nhục nhã lắm đấy. Ủa thế hai cái này để à hai này trước mình vừa sạc rồi. Là sao? Trong cái kẹ à? I'm going in. Ui, đừng bỏ tao. Hả? Bất game à? Bất game không? Tôi không biết nhá. Hả? Con gì đấy sai sai. Không, ông cống một chuẩn nữa. Đường này chỉ ông cống hay là bên này không có đường nhá. Đây cũng làm gì có đường. À, rồi rồi, xin lỗi, tôi ngu, tôi óc chó. Xin lỗi các bạn nha. Tôi ngu. Tôi hơi đần một tí, thông cảm. Trời ơi. Hai tay, hai pin. Bố phải vô địch. Sao nhiều pin nhỉ? Ủa? Sao chú cho tôi nhiều pin vậy? Là sao nhỉ? Hả? À cái phòng ban đấy. Đúng rồi. Cái phòng ban đấy. Cái phòng ban đấy có hai chỗ nhét pin. Ba da 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 du đi du da. Bi bú đấy ơi. Chỗ nào đây? Ta ta tu. Ủa? Ô đây. Từ từ, lấy phát cho chắc. Lấy may. Tu ti tu ta ti. À cho đi rồi, không cho đi rồi. Đừng làm ơn xin đấy. Quen lắm. Làm ơn. Tao nhắm mắt rồi nha. Kệ chúng mày nha. Tao kệ chúng mày nha. Tao nhắm mắt rồi. Không quan tâm. I don't care. Sợ quá. Đéo rồi đấy. Đừng xuất hiện bất thình lình trước mặt tao. Tao bị tim thòng. Hả? Sao nhỉ? Ra sảnh chính cho xong rồi. Cái bên này xong rồi. Đường này. Về đây. Rồi ok xong. Có bên này nữa. Xong rồi này. Đây. Xong chưa? Một tiếng á.
Đâu, 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 những cái tay chúng mày đâu rồi nhỉ? Cái gì đây? À ha, là sao? Í, đây này. Cái bắn này có đủ ứng e để dùng. À, nghe tao bắn vào đây. Là sao? Nhìn toàn cảnh cái đó. À, rồi rồi. Còn nữa cũng tính thế mà thôi. Biết tao lái không? Anh Tuân có cái đít bự và tròn. Cái gì đây? Ờ, có súng ở đây này. Súng ở đây phải bắn ở có hai chỗ. Nghe súng vào đây phải bắn lên kia. Nghe là ok ok ok. Nghe đây. Kiểu gì cũng phải sang đây. Ok. À nhưng bị chặn ở đây. Là sao nhỉ? Từ từ. Tắt đi. Thì bây giờ phải chỉnh cái này bắn lên đây này. Chờ tí á. Phải tư duy. Ờ, nhưng mà kéo lại lên thì bị chặn cái này. Đây. Ok. À, rồi. Nhầm. Đây. Và đây. Ok á. À không, nghe một tay mình phải giữ mãi kia luôn. Đây. Mình phải giữ cái này mãi luôn này. Rồi này. Sau đấy mình kéo cái này. Sau đấy mình kéo cái này. Trời ơi, tôi phục quá. Một là trích điện, hai là nảy. Tí nữa sẽ còn một cái nữa, còn một cái tay nữa. Tay gì nhá? Trời ơi, lại dọa người ta nữa hả? Nhắm mắt rồi nhá, không biết đâu nhá, nhắm mắt rồi. Người ta nhắm mắt. Đừng cố nữa, nhắm mắt rồi. Dọa thế đéo rồi được. Thế nhá. Mai dọa. Xong chưa? Xong rồi á? À, chưa xong, vẫn còn cái nhà, vẫn trong nhà, vẫn chưa xong. Cái nhà còn một đoạn giải đấu nữa cơ. Căng thẳng đấy. Xong rồi mà. Ok. À, lên trên. Tuân ơi, giờ hơi có Tuân ơi. Hả? Tôi bị làm sao ấy nhỉ? Là sao? Anh Tuân mỗi ngày phải dí một em để kìm hãm cơn khát đó. Cái gì đây? Không, chỗ này mình vừa đi ra mà, đúng không? Chỗ này tôi vừa đi ra mà. Nhưng mà không phải chỗ này nhé, tôi đi xuống. Ừ, tập trung vào tôi này, xong cái đúng chỗ, nhầm hướng cũng nhầm vậy. Cứ đi lên, đúng không? Quá. Đi lên tiếp. Mình lên tiếp. À đúng rồi. Xong. Ôi. No, no, let go. They didn't do anything wrong. Xong rồi. Mày kinh quá. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Ollie là người giúp bọn này tìm đến mình. Xong, thế rồi à?
Một tiếng trong chỗ đoạn đấy á. Really? Máy tôi, các bác không có nghe thấy không? Máy tôi đang kêu bởi vì game này nó nặng quá và máy tôi không đủ tốt nên nó đang bắt đầu dấu hiệu biểu tình. Wow. I slap you. Slap you. Flap, flap. Slap you. Flap, flap. Nghe có màu hồng này tốt đúng không? Sao có màu xanh lại xấu nhỉ? Bọn tôi không phải kẻ thù của cậu, nhưng mà bọn tôi không thể để cậu thoát được. Đi ra rời đi được. Tôi cần cậu để báo thù cái bọn bọn quái vật đã tra tấn chúng ta. Con prototype. Đây là tên của nó. Ôi sáng rồi. Con đen rồi. Flap you. Lại đi xuống. Prototype biết chúng ta đang đến rồi. Nếu mày cố chạy trốn nó sẽ giết mày. Nó là lý do mà tôi bị kẹt ở đây. Nó bị kẹt trong cái lồng mình thử bộ mình cứu nó. Để tôi giúp cậu giết. Trời mẹ. Mày có mắt đấy. You freed me. You are perfect for this. Katnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Katnap đang đến. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Ok, nghe phần sau mình đánh Katnap đúng không? Đâu, Katnap đâu rồi? Ra đánh nhau ra một trận đúng không? Ollie gọi mình mà gọi chưa? Gọi đi. Không gọi à? Ú đấy, gọi rồi. Hey. Hey. It's me again. Ollie đây. Phục hồi ga cho vùng kia. Tao quên mất cái nhà tao vừa vào ở đâu rồi. Tôi quên mất cái nhà tôi vừa vào là ở đâu rồi, ở đây đúng không? Vũ quá trời tối quá giờ tôi quên mất rồi. Tôi nhớ không nhà này. Ở đây. Đây là cái loa mà. Phát. Đến trường học đi á. Trường học. Đây là toy không phải. Trường học đây là. Đây là cái gì? Chết cha rồi. Không, chỗ này khóa rồi. Cái gì đây? Anh Tuân đưa cái đít bự lắc mông cho fan xem nào mặt cười. Đừng, em ơi, đừng donate như thế nhá, mấy cái đấy nhá. Không, anh buộc phải block đấy. Chìa khóa không? Là sao nhỉ? Không phải. Nó bảo mình phải đến một cái tòa nhà nào đấy để lấy một cái gì đấy. Mà tôi quên mất tòa nhà tôi vừa ở đâu rồi. Chết cha chưa? Tòa nhà tôi vừa ở nó trông như nào nhỉ? Cái gì vậy? Đúng rồi á.
Trời ơi, tôi tưởng đấy là cái loa. Đi 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 đi. Sao cái dây nó dài đúng không ấy? Cái dây trông nó sai lầm này. Đây á. À. Ồ. Ok, 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 ok. À ha. Xong được nửa đường rồi. Xung quanh đều khá nguy hiểm. Đặc biệt là nhà vui chơi. Đi. Oh my god, đến trường. Đây là trường đúng không? Đây là trường đúng không? À, xuống lấy chìa khóa đã. Đâu là trường nhỉ? Đây là trường hay đây là trường nhỉ? Đây là trường hay đây là trường nhỉ? Ha. Pa 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 pi pu pa po pe te. Si. Cầm chìa khóa đến trường học. Khai giảng rồi. Đâu? Đâu? Đâu là trường? Đây là trường đúng không? Ở đúng vậy, đây là trường. Trường có nghĩa là quái mới đúng không? Con gì dọa mình đây? Theo gọi là truyền thống của các phần thì đây sẽ là một con boss nào đấy. Một con boss nào đấy. Nào đấy. Nào đấy. Nào đấy. Đừng có một người nào đấy ở đây. Không phải đồng minh của mình. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. This is Mr. Light speaking. Là con này. Cô đi lại. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Hai cục pin nào đấy vào đây. Ô, đừng nói tôi đã vừa phải giải đố, tôi vừa phải chạy khỏi con delay đấy nhá. Oh. Oh, oh gosh. Wait. I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Sao mày vẫn còn sống? Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. Mày phải rời đi. For your own safety. Thì mày cho tao rời đi đi, tí mày đừng đuổi tao. Cả nhà đều vui. Pin đây rồi. Đu lên tiếp. Oh gosh. Can I leave? Oh, đây là đường mình. Ồ, không sao. Cục pin này sẽ nhét vào đây. Chắc chắn rồi. Nhét vào, cứ nhắc trước rồi để tính tiếp. Một phát, còn một cục nữa. Cục nữa ở đâu nhỉ? Nghĩ nào tôi, cục nữa, nếu mày là chúng nó, mày sẽ để một cục ở đâu? À ừ, nghĩa là còn một đứa trên ống sông rõ đúng không nhỉ? Còn một đứa nữa. Nếu nhìn mà cô giáo và cô không đuổi đâu. Bạn đừng spoil tôi bạn, để tôi tự tư duy bạn.
tôi nói, bạn nói thế toàn làm tôi biết rồi đấy, nghe tôi biết cách hoạt động đó rồi đấy, giống con coi hết trong Lethal Company đúng không? Ok à, ba mẹ nó lừa mình. Cupid cuối ở đâu nhỉ? Đừng giúp đỡ tôi các bạn, để tôi tự sinh tự diệt. Ở đây đây, sao mà phải giấu như gà giấu cức thế? Ở cái kia là sao? Nhanh, không happy. Pem. Ok. Không có cassette đúng không? Tiếng gì đây? Tôi nghe có tiếng động lạ. Và tôi không thích tiếng động lạ, không em kinh dị. Không có gì cả. Đi ra ngoài thôi. Mình cần một cục pin. Nick pin. Cho ai vào rồi. Pin ơi, pin đừng đi. Ơ. Tôi có thể tìm được pin ở đâu nhỉ? Bên này à? Bên này tôi vừa vào từ đây mà. Ở đây 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 đây. Ơ, không phải. Không phải. Tôi vừa vào từ đây thì tôi có thể tìm được pin ở đâu? Ở đâu? Rồi không biết nữa. Các bạn biết không? Chắc là có mà đừng chỉ tôi, để tôi tự sinh tự diệt. Ê, không qua được. Mình phải lấy á, đúng rồi. Không phải. Tôi có thể làm gì nhỉ? Mình phải lấy từ cục cũ nhỉ? Nếu tôi lấy cục cũ sao không ta? Chắc là được ấy. Đúng. Sao mình cố tìm cục mới làm gì nhỉ? Đúng. Tôi nghĩ không, tôi sợ không kịp ấy nhé. Tôi sợ không kịp ấy chứ. Cứu không nhỉ? Chạy. Không kịp. Damn it. À rồi, à, không, mình lấy cục này được mà đúng không? À không. Mà sao nhỉ? À không, tôi nghĩ kịp đấy, tôi xoay đủ nhanh là kịp đấy. Nếu tôi xoay đủ nhanh là kịp đấy, không sao. Lại. Kịp. À, Tuân ơi, sao đầu Tuân chậm vậy? Tuân ơi, sao đầu Tuân chậm vậy? Đừng êm nó, Tuân bắn bừa đi. Fuck. Mẹ, đầu tôi nó không tập trung vào game lắm, chờ tí. Thông cảm. Tập trung vào tôi cái bắn. Ra khỏi cửa cái bắn luôn. Đừng nghĩ nhiều, đừng ngắm. Ơ, được đâu. Không được. Hả? Rồi mình đang bị đần độn ấy tôi ạ. Mày đợi ơn sảng ấy tôi ơi. Mày đang bị phức tạp hóa vấn đề đấy. U nhỉ? Đúng. Mình mở ra rồi thì mình cần gì cái này nữa? Mình lấy cục pin cũ. Không, mình không lấy được. Chúng nó lừa mình. Bà mẹ đã ai xảy đối như nào vậy? Lấy cục pin ở chỗ cũ. Chỗ cũ là chỗ nào? Tôi lấy hai cục pin chỗ cũ tôi nhét vào kia rồi mà. Chỗ này là đi lên không phải rồi này. Không phải.
thì chỗ cũ là ở đâu? Chỗ cũ là ở đâu? Chỗ này không phải rồi này. Thực tìm nhìn kỹ nào vòng mà. Không có. Không có. Nhìn kỹ vào Tuân ơi, đừng để mất cục pin. Cục pin. Cục pin. No. Cửa kẹt không mở được. Mình có thể kiếm được. Cục pin ở đâu? Không liên quan đến chỗ này kẹt rồi. Ừ. Nếu chỗ này kẹt rồi chỉ có phía sau thôi. Mình phải tìm một cái, mình đã quay mình quên một cái gì đấy ở ở phía sau mà tôi không để ý, chỗ này. Nó phải còn một cục pin nữa ở đây. Nếu tôi không nhầm. Quay, try again. Thử lại một vòng nữa mà. Dưới này không phải, dưới này mình hết chỗ rồi. Chào Tuna, lần đầu coi chim mặt cười. Ô, cảm ơn bạn nha, tôi đang hơi căng thẳng để tôi tìm cục pin cuối cùng rồi đó, tôi không biết tôi để đâu rồi. Không phải cái này. Thế nó là cái gì nhỉ? Là sao ta? À, cái cụ băng nhỉ? Mình thiếu cụ băng đâu đấy nhỉ? À, cụ băng, còn cụ băng mà. Cụ băng. Không có băng ở đây. Băng nào? Hả? Hù mặt cười. Tôi đang... Nếu mà mình quên cái chi tiết... Đáng nhẽ mình để ý con thú bông. Tao chưa thấy gì nha, tao chưa thấy gì nha, tao không thấy gì hết nha. Xem băng đê mặt cười. Quá trễ rồi. Đây này. Nó muốn đánh tôi đây thôi ơi. Ok. Chào các học sinh. Có tới 60.000 dặm mạch máu trong cơ thể con người không? Saving. À, cái này mình chơi phần 2 rồi. Tí tí tu tí tu ta ta. Pew. Easy. Ôi. Ô, oh, con này à, tao được các bạn kênh chat nhắc vừa nãy rồi nhá. Mày đi đi. Mày đi đi. Mày giỏi, mày bước một bước tao xem nào. Chết cha. Yeah, không, nghe tôi chỉ cần nhìn nó thôi là tôi an toàn đúng không? Làm sao? You look me in the eye, man. Bro. Được ra đâu nhỉ? Được ra đâu nhỉ? Ở kia. Sao? Ô, kia ơi. Nó nhanh thế à? Ui. Nó đang trong phòng mà. Nó nhanh thế á? Nghe không được rời mắt khỏi nó luôn á. Ê ôi. Đồ xấu tính.
Ê ơi, đồ xấu tính. Đồ xấu gái. Đồ xấu gái. Đồ xấu gái. À, cửa đóng ai? Nhanh chê. Ok. No. Ở yên đấy, ở yên đấy. Đội nghi lễ về vị trí. Từ. Đừng. Bà mẹ con này nó khó chịu nhỉ. Ok. Đừng yên. Rồi, tôi đang hơi căng thẳng, các bạn thông cảm mà tôi không tương tác gì bây giờ đâu nhá. Ô cái gì? Không qua được, qua nó đớp tôi luôn, không được. Ok kìa. Thế qua không nhỉ? Khoảng này qua đâu không? Tôi sợ đoạn này qua nó đớp tôi luôn mất. Phải liều thôi. Phải liều thôi, không quá trễ rồi. Đớp mẹ mày đi. Chỗ mình bị kẹt góc đấy, mình sai lầm rồi. Không, mình cũng hiểu rồi, tôi nghĩ tôi hiểu vấn đề rồi. Má mày, con này khó đấy. Con này không đơn giản đâu. Ok, tập trung vào tôi đây. Tập trung nào. Bình tĩnh. Quả nhanh vãi. Mình đã lùi lại từ. Mình quên đường rồi. Sao lúc nhanh nó chậm ấy nhỉ? Nào, nhớ đường đi, tôi lại tập trung nhớ lại những ký ức trong đầu mày. Map như nào? Lùi ra tầm này. Mở cửa. Ok. Đóng cửa. Rồi, ok. Tuyệt lắm tôi. Tuyệt vời lắm. Giờ bình tĩnh thôi. Giờ đường đằng sau như nào nhỉ? Úi dồi ôi. Đâu rồi? Kìa. Từ. Đêm mình có đường, mình phải kích vào đấy này. Mình cần tìm nguồn điện. Nguồn điện ở đâu? Ở đây. Đây là nguồn điện không? Để chỗ kích điện tôi ạ. Mày ngu vừa thôi.
Để nhà sinh nữ, nhà sinh nữ không có điện đâu. Là sao? Ôi, đi mẹ một vòng rồi. Tôi phải lấy điện cũ á. Căng thẳng thế nhỉ. Ok, tự nhiên tôi phải lấy điện cũ ấy các bạn. Ô, tôi về mẹ đoạn này rồi. Tôi xong rồi, sai lầm rồi. Cái này khó thế. Tôi về mẹ đoạn này rồi, đâu nó chết mẹ. Không nhớ đường thì khó đi vậy. Đoạn đi được, đoạn đi được, đoạn vòng được. Đừng, đừng đớp em. Đừng. Làm ơn đấy. Ok, 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 ok. Đoạn này căng thẳng quá, đoạn này tôi đang hơi bị hoảng em. Tôi chưa tưởng tượng được đường tôi phải đi. Đâu rồi? Tôi kích điện ở đâu nhỉ? Đâu rồi? Fuck. Chết mẹ, lạc có mẹ đường rồi. Là sao nhỉ? Oh my gosh. Ôi, chơi khó thế. Con này phải xử lý như nào nhỉ? Có được rồi, mình sai lầm rồi. Lại một vòng nữa à? À phải hạ cái này xuống. Trời ơi, hiểu rồi, hiểu. Quá trễ rồi. Đi vào vòng vậy. Đi vào tao hiểu rồi. Ok. Tôi hiểu rồi. Còn đi được này. Cái này xuống này. Rồi. Anh em mở cửa ấy ra. Mình lấy điện được, mình chạy ngang qua được. Đúng không nhỉ? Ầm. Mình đưa bên này rồi, mình đưa bên này rồi. Ủa, đứa mình vừa mở cửa mà. Nào. Ở đâu rồi? Rồi, ok. Thêm một ải nữa. Đây là chỗ lấy điện. Biết thế đã. Hai chỗ một lúc. À không, đơn giản hơn mình nghĩ. Ở yên đấy. Ok. Rồi, xong. Đổ đi được. Mày qua đi. Nó qua được không? Bên này một cái dùng trước. Nó qua được.
Okay, bình tĩnh, tôi bình tĩnh, tôi đến mày đi rất xa rồi. Mày đi quá xa để thất bại rồi. Ok, ok, nhìn được, nhìn qua map. Scanning. Rồi. Một cục pin. Bây giờ mình đi ra ngoài, mình lấy cục pin ở đây, dụ ở đây đã. Từ từ đã. Hạ cái này xuống, Ơ, không kéo được. Vào đây. Ok. Mình sẽ kẹt nó trong này đúng không? Hợp lý hơn. Ai? Từ từ. Nguy hiểm. Đi vào đây. Ok. Tao ơi. Mấy cái cột của nó làm tôi bị mất tầm nhìn con này. Ok. Phải cực. Ba chỗ. You kidding me, bro? Ủa, trượt nữa chứ, tuần ơi. Tôi xin bạn đấy. Rồi, ok. Bình tĩnh xử lý tôi đây, bình tĩnh mà xử lý. Mình phải tìm một chỗ cấp điện đúng không? Cấp điện kìa, thấy chỗ cấp điện rồi, ok. À, mình chỉ cần... Ok, xong, thế là xong chỗ này rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy pin là xong. Đây, đi vào đây. Tí nữa, ok, đứng yên đấy. Chết mẹ. Thường sao mình dụ, mình dụ đứng ra đây là xong. Tầm này. Ấn như này, được rồi, đừng đấy thôi. Chạy nhanh. Ok, tôi hiểu, tôi vừa đọc một từ cảnh sát rất quan trọng rồi. I got your leg, you dumb. Ooh, I'm gonna lick it. Yeah. Mày làm sao? I got your leg.